Máy bay chiến đấu không người lái, hay còn gọi là UCAV, là loại máy bay chiến đấu không có người lái mang vũ khí của máy bay như tên lửa dẫn đường chống tăng và bom, cũng như được sử dụng để giám sát tình báo, thu nhận mục tiêu và trinh sát. Con người thường vận hành các máy bay không người lái này trong thời gian thực với các mức độ tự chủ khác nhau. Nhiều quốc gia đã giới thiệu một hoặc nhiều loại máy bay không người lái UAV để giám sát và liên lạc. Thậm chí một số quốc gia còn trang bị máy bay không người lái để sẵn sàng chiến đấu. Máy bay không người lái hiện sẽ thực hiện phần lớn các hoạt động trên không, bao gồm sử dụng tên lửa không đối đất hoặc bom dẫn đường bằng laser. Trong video này, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em một số thông tin về top 10 chiếc máy bay không người lái có khả năng chiến đấu đang hoạt động và hiện đang được phát triển. Đứng thứ 10 là MQ-9 Reaper drone chiến đấu. Đây là một chiếc máy bay không người lái đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu với anh em. MQ-9 Reaper là chiếc máy bay không người lái tấn công đầu tiên trên thế giới, khả năng giám sát với tầm xa và độ cao đáng kinh ngạc. MQ-9 là phiên bản lớn hơn, nặng hơn và hoạt động tốt hơn so với phiên bản trước là MQ-1. Trong khi đây không phải là một chiếc máy bay có công nghệ tân tiến nhất so với hiện tại, nhưng nó được phát triển và sử dụng phổ biến nhất với hàng loạt nâng cấp, hàng chục phi công và hàng triệu giờ bay. MQ-9 trở thành một đứa con của chiến trường trên không, kéo theo toàn bộ xung đột vũ trang và gây nhiều tranh cãi. Chín, drone chiến đấu Tai Azugu. Top 9 thuộc về Tai Azugu. Đây là chiếc máy bay không người lái của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chiếc máy bay lớn nhất có khả năng chịu tải cao, được chế tạo cho lực lượng vũ trang quốc gia, dựa trên công nghệ hiện có của dòng máy bay không người lái Tai Anka. Tai Azugu là chiếc máy bay có hoạt động ở độ cao rất lớn cũng như độ bền tầm trung, với thông số bay ấn tượng từng được ghi nhận là tầm bay lên tới 6.500 km và tốc độ bay là 250 km/h. Winglong 2 drone chiến đấu. Top 8 thuộc về Winglong 2. Đây là chiếc máy bay không người lái của Trung Quốc được thiết kế và sử dụng như một phương tiện trinh sát trên không với nền tảng tấn công chính xác. Phiên bản xuất khẩu của máy bay này đã chứng tỏ được mình trong cuộc xung đột ở Trung Đông dưới tay của UAE. Và Pakistan cũng như Ai Cập cũng đã mua hàng chục chiếc mà nó có thể mang tới 2kg bom dẫn đường laser cùng khả năng trang bị không đối đất. Winglong 2 có khả năng bay tới 32 giờ, tầm bay 4.000 km cùng tốc độ tối đa lên tới 370 km/h. Số 7. Drone chiến đấu Barracuda. Top 7 thuộc về Barracuda. Đây là chiếc máy bay không người lái động cơ phản lực được sản xuất với vai trò trinh sát trên không và chiến đấu. Chiếc máy bay này là sản phẩm liên doanh giữa Đức và Tây Ban Nha. Nó được thiết kế có thể mang theo 300kg đạn dược và có khả năng điều khiển chính xác. Sau chuyến bay đầu tiên của Barracuda vào năm 2006, trong khi dự án có thể bị tạm hoãn, nó đã trở thành chiếc máy bay không người lái đầu tiên của châu Âu với sức mạnh bền bỉ là khoảng 17 giờ bay và vận tốc hơn 1.000 km/h. Số 6. Avenger drone chiến đấu. Xếp trên Barracuda là Avenger đứng vị trí thứ 6. Nó không giống như phiên bản máy bay MQ-1 hay MQ-9 nói ở trên. Nó được trang bị động cơ phản lực cánh quạt và có tính năng tàn hình với một kho vũ khí bên trong, cũng như ống xả hình chữ S để giảm thiểu tín hiệu hồng ngoại và radar. Nó có thể vận chuyển một lượng bom đạn đáng kinh ngạc và nâng được 3 tấn. Nó cũng có thể sử dụng hệ thống nhắm mục tiêu điện quang của F-45 để bắn thẳng vào kẻ thù. Số 5. X-47B. Đứng vị trí thứ 5 là X-47B. Đây là chiếc máy bay không người lái chiến đấu được thiết kế cho tàu sân bay. X-47 xứng đáng được đề cập đến vì những tính năng và khả năng ấn tượng của nó. Nhưng nó chỉ là một bằng chứng của chương trình đã bị ngừng sản xuất. Tất cả bằng chứng đều cho thấy lực lượng không quân Hoa Kỳ đang sử dụng một loại kế nhiệm tiên tiến hơn, có thể siêu thanh và có khả năng chiến đấu, có tầm bay đạt đến 3.900 km và có tốc độ cận âm. Số 4 thuộc về GJ-11, được biết đến là một chiếc máy bay không người lái tàn hình của Trung Quốc cho đến nay. Nó được cất cánh đầu tiên vào năm 2013 và Trung Quốc đã trình diễn về khả năng thâm nhập sâu của chiếc máy bay này với một khoang vũ khí lớn bên trong và có khả năng cung cấp đạn dẫn đường bằng laser đạt hiệu suất cao.
Nó được trang bị một động cơ phản lực cánh quạt có sải cánh 14m với khoang vũ khí chứa bên trong. Nhiệm vụ chính của GJ-11 vẫn chưa được xác định rõ tại thời điểm này, nhưng khả năng cao nó được sử dụng để trinh sát trên không và cuối cùng là chiến đấu. Sukhoi S-70 Okhonik B. Top 3 thuộc về Sukhoi S-70 Okhonik B, dịch từ tiếng Nga có nghĩa là thợ săn B. Nó là chiếc máy bay không người lái tàn hình hạng nặng của Nga và nó được phát triển ít nhất từ năm 2011 bởi Mikoyan và công ty Sukhoi trong dự án máy bay thế hệ thứ 6. Đến năm 2025, nó dự kiến được đưa vào sử dụng trong quân đội và có thể mang gần 3 tấn vũ khí có phạm vi hoạt động lên đến 6.000 km. Vị trí thứ hai thuộc về Dassault Niron. Đây là chiếc máy bay không người lái thử nghiệm của công ty Pháp. Các quốc gia hàng không tham gia vào dự án này bao gồm Pháp, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Mục tiêu thiết kế là tạo ra chiếc máy bay không người lái tự tàn hình, có thể hoạt động trong khu vực tác chiến có mối đe dọa từ trung bình đến cao. Và mục đích dự kiến của nó là cung cấp tới 2 tấn vật liệu nổ và tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa trên mặt đất. Vị trí số 1 vinh dự thuộc về XQ-58. Đây là bước tiến tiếp theo trong sự phát triển máy bay không người lái được thiết kế phục vụ như một sự hỗ trợ cho các máy bay chiến đấu để có thể trinh sát trên chiến trường giao tranh với kẻ thù và hy sinh bản thân để che chắn cho máy bay con người. Phần ấn tượng nhất là giá cả của chiếc máy bay, nó có giá 2 triệu đô mỗi lần trang bị tên lửa hành trình. Và gần như không là gì so với những chiếc máy bay chiến đấu có người lái vì chúng rẻ và dễ thay thế hơn, cho phép quân đội sản xuất hàng loạt chúng để có thể áp đảo bất kỳ loại phòng thủ nào của kẻ thù, trong khi vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm nguyên mẫu.